Ok, câu số 62. Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo thì người ta thực hiện quá trình gì? Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo thì người ta thực hiện quá trình gì? Nhá, người ta thực hiện quá trình gì? Thế thì ở đây là cô cạn nhiệt độ cao là không phải. Được chưa? Hydro hóa xúc tác Niken, chính xác. Bởi vì chúng ta chú ý rằng là người ta thường hay là hydro hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn để tạo thành gì? Dầu thành mỡ. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án B nhé, cả nhà nhé. Mình sang câu tiếp, câu số 63. Câu tiếp, câu số 63 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Năm nay á, các trường còn chưa thi thử cơ, toang lắm, nên là không có đề thi thử đâu. Chỉ có sách chứng minh mới có đề thi thử thôi, còn giải full các cháu ạ. Trà Lý Hữu Thành, hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino acid? Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino acid? Nhá, các cháu chú ý này, hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino acid? Thế thì amino acid là thằng mà có vừa chứa nhóm COOH, được chưa? Và vừa chứa nhóm NH2. Vậy ở đây mình có này, anh này là ete, toang. Được chưa? Anh này là amin, toang. Anh này là ete, toang. Vậy là cái thằng amino acid là thằng này. Và tên gọi của nó là gì? Glycine. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ nhé. Câu 64. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là tơ thiên nhiên. Thế thì tơ thiên nhiên là tơ mà có nguồn gốc từ tự nhiên. Được chưa? Tơ thiên nhiên là tơ có nguồn gốc từ tự nhiên. Thế vậy thì cái thằng có nguồn gốc từ tự nhiên thì không thể là nitro được, không thể là visco được, tại vì visco là dùng cellulose nhúng vào dung dịch CH2 đúng không? Bỏ visco. Ni lông 6,6 không phải, tại vì ni lông 6,6 là đi từ hexametylendiamin đớp nhau với là axit adipic đúng không? Vậy ở đây chỉ có tơ tằm thôi. Tơ 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 tằm mới là tơ thiên nhiên. Hello, chào Dương Huyền. Câu số 65. Ui, câu số 65 này là một cái câu mà cực kỳ hay luôn. Chú Minh Berlin rất hay dạy cho các cháu câu này. Nhìn nhá, dùng skill của chú Minh. Chúng ta những câu này chúng ta phải giải skill thì mới khủng được. 14,6 gam gliala. Ala 14,6 gam thì mình tìm được số mol như thế này. Số mol của nó là 14,6 chia cho phân tử khối của Gli. Không, phân tử khối của Gli là 75. Phân tử khối của Ala là 89. 89. Được chưa? Trong này thì nó có một liên kết peptide và một liên kết peptide là phải trừ đi một nước là trừ đi 18. Thì mình tìm được số mol. 14 75 cộng 89, 75 cộng 89 trừ 18 bằng 14,6 chia N bằng 0,1 mol đúng không? 0,1 mol. Bây giờ cho tác dụng với HCl dư. Bây giờ cho tác dụng HCl dư thì hoàn toàn nó thu được gì? Glycine chúng ta là có một nhóm NH2, một nhóm NH2 ăn một HCl để tạo thành Gli HCl. Tương tự như vậy mình được Ala HCl. Được chưa? Bảo toàn thì mình có này, Gli chúng ta là 0,1 mol thì anh này là 0,1. Ala chúng ta cũng 0,1 mol vậy anh này là 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng luôn. Đúng chưa? Ta tìm được M muối nha. M muối bằng M muối bằng 0,1 nhân glycine chúng ta là 75 cộng với HCl ở đây là 36,5 cộng với 0,1 mol của Ala. Ala đây là 89 cộng với thêm một HCl là 36,5 bằng. Ok, vậy ta tìm được bằng bao nhiêu đây? 0,1 đây là 75 cộng 3 36,5 cộng 89 cộng 36,5 bằng nhân 0,1 bằng 23,7 gam. 23,7 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Dễ hơn đợt. Cái gì đờ? Dễ hơn cả húp cháo đúng không các cháu? Nào mình sang câu 66 nhé. Mình sang câu số 66. Câu số 66. Cho M gam glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Axit glutamic thì mình phải nhớ này, nó là glutamic này. Axit glutamic thì nó có hai nhóm COOH và một nhóm NH2. Được chưa? Nhớ chưa? Tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH, vậy thì nó tạo thành hỗn hợp của nó với NaOH. Số mol bằng 1 nhân với lại 0,2 thì bằng 0,2. Được chưa? Thì thu được dung dịch X chứa tác dụng với thì thu được dung dịch chứa 16,88 gam chất tan. Đây, hỗn hợp này là 16,88 gam.
16,88 g. Thế thì hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol của axit glutamic đúng không? Mình có này, NaOH này mới 16,88 trừ đi 16,88. Từ từ. Chứa chất tan. Thế thì anh này ăn NaOH thì nó tạo thành nước đúng không? Tạo thành nước, chưa làm ăn được gì. X tác dụng với V-bilit dung dịch HCl. 16,88 thì thằng này có cộng với nước. Chưa biết là bao nhiêu nước. Thế mình cứ đặt số mol axit glutamic là amon đi. Được chưa? Mình cứ đặt số mol axit glutamic mình là amon đi. Vậy mình sẽ có này, bảo toàn này. Đây. Thường thì nước sẽ tính theo 2A đúng không? Đây. Số mol của axit là 2A, vậy nên nước là 2A. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của axit glutamic là 146 147A cộng với 40 nhân với 0,2 thì bằng 16,88 cộng 2A nhân 18. Đến đây chúng ta tìm được A nhá. 16,88 trừ đi 40 nhân 0,2 bằng chia cho mở ngoặc đơn 147 trừ đi 2 nhân 18 bằng. Đây, A bằng 0,08 mol. A bằng 0,08 mol. Ok, thế thì bây giờ là thầy chú coi là toàn bộ cái hỗn hợp này cho tác dụng với V-milit dung dịch HCl. Tác dụng V-milit dung dịch HCl. Thế thì tác dụng HCl ấy thì là nhóm NH2 đúng không? Số mol nhóm NH2 là 0,08. 0,08 cộng với lại số mol NaOH là 0,2. Vậy có phải bằng là 0,08 cộng với 0,2 thì bằng 0,28 không? 0,28, vậy thì mình có được V là 0,28 chia cho 1. 0,28 chia 1 thì bằng 280. Đáp án đúng đáp án D. Đáp án đúng đáp án D. Ok, các cháu hiểu không? Rất là dễ thôi. Ta sang câu tiếp nhá. Chúng ta sang câu tiếp, câu số 67. Câu tiếp theo câu số 67. Đề chuyên Vinh lần 3 năm 2019. Đề chuyên Vinh lần 3 đấy nhá. Cho 16 g Fe2O3. 16 g Fe2O3 chúng ta tìm được số mol Fe2O3 là 16 trên 160 bằng 0,1. Tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl vừa đủ thì mình thu được FeCl3. Đây bài hỏi giá trị của V. Thế cân bằng phương trình đó. Cân bằng phương trình xong là xong. Được chưa? Anh này là 2 này thì thằng này là 2 này. 2 nhân 3 là 6 này. Đúng chưa? 2 được chưa? Vậy đây là 0,1 nhân 6 thì bằng 0,6. 0,6 chia 1 bằng 0,6. Vậy đáp án đúng của chúng ta là 600 ml D. 600 ml. Ok? Dễ ợt, đúng không? Nào, chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 68. Câu số 68. Đốt cháy hoàn toàn. Câu số 68. Đốt cháy hoàn toàn một amino acid X phân tử có chứa một nhóm NH2. Đây, đốt cháy hoàn toàn một amino acid X phân tử có chứa một nhóm NH2. Một nhóm NH2 thì chỉ có một nitơ thôi. Thằng này có một nitơ, một nitơ, một nitơ, một nitơ. Được. Ok, ngon lành cành đào đúng không? Vậy mình có này, công thức của nó sẽ là CXHINOZ. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2 số mol là 8,8 chia 44. 8,8 chia 44 bằng 0,2 mol. 0,2 mol CO2 cộng với N2, ta tìm được số mol N2 bằng 1,12 chia 2,4 bằng 0,05 mol. 0,05 mol N2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ là mình tìm được số mol của amino acid. Mình có này, 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Vậy suy ra được số mol của amino acid là bằng 0,1 mol. Đúng chưa? 0,1 mol, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon là 0,2 chia cho 0,1 thì còn 2. Được chưa? Bằng 2, thằng này là 2, thằng 2, thằng này là 3 vứt, thằng này là 4 vứt. Được chưa? Bằng 2 nhá. Thế mà vậy ở đây mình có này, một amino acid X. Amino acid X, vậy ở đây nó sẽ có, chỉ có thể là gì thằng nào? CH3 CH2 COOH NH2. Vậy nó là C2H5. Đúng không? CH5NO2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Mà rất nhiều cháu mắt lé và chọn ngay đáp án C là toàn. Được chưa? 68 phải là đáp án D các cháu nhé. Sang câu tiếp theo, câu số 69. Câu tiếp theo câu số 69. 69. Cho sơ đồ phản ứng sau. Công thức cấu tạo của X là. Ui câu này toang dễ sợ luôn. Câu này đánh dấu để lại tí nữa giải sau. Đúng không? Câu này đánh dấu để lại tí giải sau. Mình có hai câu tí nữa mình giải sau. Câu 70 này.
Câu 70. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Đây là câu ở trong đề thi của Ninh Bình. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Nhận xét nào sau đây các chất X, Y, Z và T trong sơ đồ trên là đúng? Glucose thì tạo thành chất X. Vậy chất X này của chúng ta nó có khả năng cao là gì? À, gì nhỉ? CH5OH đúng không? Nó có thể là CH5OH. Đúng không? Nhưng mà thằng này nó lại cộng với lại CH3COH. Đây, thằng T lại cộng với lại CH3COH. Glucose thì chắc chắn nó tạo thành CO2 với lại C2H5OH rồi. Điều điều chắc chắn. Đúng không? C2H5OH. Đấy là thằng X. Thế giờ thằng X chuyển thành thằng Y. C2H5OH mà chuyển thành thằng Y. Thế từ từ đã, thằng này là C6H10O4 đấy. Mà cộng với CH3 vậy thì nó có khả năng kêu là CH3COO này. CH3COO này. Đúng không? CH2. CH2. Đây thì nó là O4. Được chưa? Đấy, thế thì khả năng cao thằng T của mình nó phải là ancol hai chức. Ancol hai chức. Được chưa? Thế thì cái anh C2H5OH này nó phải tách làm sao để cuối cùng thằng T này của chúng ta nó lại phải tạo thành là ancol hai chức. Đấy. Đề bài bảo chúng ta này, chất X không tan trong nước. CO2, nếu thằng này là CO2 thì không thể tạo được thành bọn này nên không thể CO2. Đúng chưa? Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X. Chất Y phản ứng được với KHCO3 tạo thành khí CO2. Thế thì chắc chắn là cái thằng Y này chúng ta là C2H5OH này, nó tạo thành thằng Y này. Vậy thằng Y này chúng ta nó là gì? CH3COH à? Đúng không? Y chúng ta là CH3COOH. Đúng không? Y chúng ta liệu có phải là CH3COH không? Đấy, thế nếu mà thằng này là CH3COH thì làm sao nó tạo thành T, xong T lại ăn được CH3COH được? Rất là khó khăn. Đúng không? Chào Thái, hello, chào cả nhà. Cả nhà cũng comment đáp án thế nào? Câu 70 đáp án gì? 70 ấy, glucose này. Cùng comment đáp án chúng mình coi nào. Đấy, chất T phản ứng với COOH hai lần ở nhiều kiện thường. Cái này chính xác đây. Đây đúng rồi, T đấy, ethylene glycol. Ethylene glycol thì chắc chắn phản ứng được với COOH hai lần nhiệt độ thường. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, chào Long. Nào chúng ta sang tiếp này. Câu số 71. Câu số 71. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu số 71. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đây đề của trường chuyên Thái Bình quê chú đây. Này, tất cả các ete phản ứng với dung dịch kiềm đều thu được muối và ancol. Sai. Nó có thể thu được anhít. Có thể thu được anhít ạ. Sai. Phản ứng thủy phân. Phản ứng thủy phân. Ôi sao pin không vào nè. Rồi. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc kiềm luôn thu được glycerol. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc kiềm luôn thu được glycerol. Cái này đúng. Đúng không? Chính xác đúng. Phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có hai bốn đặc là phản ứng một chiều. Sai, nó là phản ứng hai chiều nhá. Khi thủy phân chất béo thì luôn thu được CH4 là lần. Sai, glycerol cơ mà. Sai. Câu tiếp theo, câu số 72. Câu số 72. Câu chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Phản ứng nào sau đây? Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng xóa khử? Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxy hóa khử? Xem nhá, không phải là phản ứng oxy hóa khử cơ. Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố nhá. Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố. Vậy ở đây chúng ta nhìn này, clo không đúng không, chuyển về clo trừ một lên clo dương một, vậy đây là oxy hóa khử rồi, bỏ. Đây là sắt này, sắt dương hai lên sắt dương 3, oxy hóa khử rồi, bỏ. Đây là clo dương dương mấy? Dương 5 về clo trừ 1. Đúng chưa? Oxy hóa khử rồi, bỏ. Vậy không oxy hóa khử ở đây chỉ có là CaCO3 biến thành CaO cộng CO2 thôi. Đáp án đúng đáp án C. Đáp án đúng đáp án C nhá. Câu 73, chuyên Vinh. Câu này một câu khá là hay luôn, nhưng mà tí chúng ta quay lại chúng ta giải sau. Đấy, chúng ta có 3 câu, tí chúng ta quay lại chúng ta giải nhá. Câu số 74. Kim loại nào sau đây có thể tan trong dịch H2O3 đặc nguội? Kim loại nào sau đây có thể tan nhá? Kim loại nào sau đây có thể tan trong dịch H2O3 đặc nguội? Thế mình cần lưu ý thế này. Để tan được bên trong dịch H2O3 đặc nguội thì nó phải phản ứng được với H2O3 đặc nguội nhá. Thế thì mình có này, nhôm sắt crom là bị thụ động, nhôm sắt crom là bị thụ động trong H2O3 đặc nguội và H2O4 đặc nguội. Thế là toang ba thằng này. Vậy phản ứng được với H2O3 đặc nguội thì chỉ có thằng nào thôi? Đồng thôi. Cu. Câu 75. Cho các chất sau. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là. Cho các chất sau.
chất có nhiệt độ sôi thấp nhất. Lưu ý, nhiệt độ sôi thấp nhất. Nhiệt độ sôi thấp nhất là thằng nào? Là thằng mà thằng nhiệt độ sôi cao nhất phải là thằng axit, cao nhất là axit, được chưa? Đứng sau axit là thằng ancol, được chưa? Đứng sau thằng ancol giữa hai thằng này thì thằng nào nặng hơn thì thằng đấy cao hơn. Vậy là C2H5Cl nặng hơn C2H6 nên C2H5Cl là phải nhiệt độ sôi cao hơn. Vậy thì bài hỏi thấp nhất. Vậy thấp nhất ở đây chúng ta là C2H6C. Ok. Câu 76. Mỗi gốc C6H10O5 của cellulose có số nhóm OH là. Mỗi gốc C6H10O5 của cellulose có số nhóm OH là. Thì ở đây chúng ta nhớ là nó luôn luôn có dạng là gì? C6H7O2 OH tất cả 3 lần, đúng không? Tất cả N lần. Vậy mỗi gốc C6H10O5 của cellulose thì ta có 3 nhóm OH. Đáp án đúng chúng ta là đáp án 3 nhóm OH. Được chưa? Câu số 77. Trong cùng một điều kiện nhiệt độ và áp suất, trong cùng một điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi anhydride A, 1 lít hơi anhydride A có khối lượng bằng 1 lít khí carbonic. Anhydride A mình nhìn nha, mình ký hiệu anhydride là RCHO. Đúng chưa? 1 lít hơi có khối lượng bằng 1 lít khí carbonic. Vậy suy ra là 22,4 lít hơi thì cũng có khối lượng bằng 22,4 lít khí carbonic. Được chưa? Thế thì 2,4 là 1 mol của anhydride thì cũng chính bằng 1 mol của carbonic. 1 mol carbonic thì nặng 44. Vậy anh này bằng 44. Vậy suy ra chúng ta tìm được R. Được chưa? Suy ra ta tìm được R. R bằng 44 trừ đi 29. 44 trừ đi 29 thì bằng 15. 15. Thế vậy chắc chắn R chúng ta nó là CH3. Vậy thằng của nó là CHO. CH3 CHO thì tên gọi của nó là gì? Axit tương ứng 1 2 1 2 mẹ em etanan nhá. Etanan. Được chưa? 77. Etanan, nhiều đứa chọn metanan toang. Etanan. Đáp án đúng đáp án B. Hay còn được gọi là anhydride acetic nhá. Hay còn được gọi là anhydride acetic. Câu 78 của Sở Giáo dục Hà Nội năm 2018. Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl mà vừa tác dụng với dung dịch NaOH? Lưu ý này, vừa tác dụng với HCl, vừa tác dụng được với NaOH nhá. Lưu ý. Vậy ở đây thằng này nó phải là thằng lưỡng tính. Và thằng lưỡng tính của chúng ta là thằng gì? AlOH 3 lần. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 79 của Sở Giáo dục Hà Nội. Phenol không có khả năng phản ứng với chất nào sau đây? Phenol. Phenol là thằng mà có công thức là C6H5OH. Thằng này chắc chắn là nước brom tạo thành kết tủa màu trắng. Có nhóm OH nên nó ăn natri, được chưa? Thằng này có tính axit yếu nên nó ăn cả NaOH. Vậy nó chỉ không có khả năng phản ứng với anh NaCl. Đáp án đúng đáp án A. Câu 80. Câu 80. Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lý chung của kim loại? Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lý chung của kim loại? Đấy, câu này rất là xoáy luôn. Sở Hà Nội luôn luôn có những cái thứ nó rất là xoáy. Và nếu mà chúng ta mà không phải nghỉ thì là khả năng cao là bây giờ chúng ta được thi thử cái đề Sở Hà Nội rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang bị nghỉ corona khá là toang. Đấy chưa? Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lý chung của kim loại? Thế thì tính chất vật lý chung của kim loại thì được tạo bởi từ các electron tự do. Được chưa? Vậy tương đương với là trong này là những tính chất nào không phải tạo bởi electron tự do? Ánh kim là e tự do rồi. Dẫn nhiệt, dẫn điện đều là e tự do. Vậy tính chất không phải tính chất vật lý chung là tính cứng B bỏ. B bỏ các cháu nha. B bỏ chính xác. Ok, chúng ta sang tiếp này. Câu số 81. Câu số 81. Nước đá khô không nóng chảy mà dễ thăng hoa, được dùng để tạo trong môi trường lạnh và khô, rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là. Đây là phần kiến thức lớp 11 các cháu nhé. Lớp 11 nhưng mà vẫn thi trong đề thi trung học thông quốc gia đấy. Tẹo nữa chúng mình sẽ ghi hết tất cả những cái phần mà về vận dụng cao trong đề thi trung học thông quốc gia lên để cho các cháu nhìn. Được chưa? Nước đá khô không nóng chảy mà dễ thăng hoa, nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô, rất thuận tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô chắc chắn chúng ta là gì? CO2. Ok. Chính xác. Câu số 82. Trong các chất dưới đây, chất nào là dipeptide? Dipeptide thì nó được vậy tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Dipeptide thì được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Được chưa? Vậy nhìn này, một gốc, hai gốc, ba gốc, toàn một gốc, hai gốc, lấy
mà là alpha amino acid lấy. Vậy đáp án đúng đáp án B. Thằng này một gốc, hai gốc, ba gốc, toang. Một gốc, hai gốc, ba gốc, toang. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 83 của đề thi Trung học Thông chuyên Thái Bình lần 2 năm 2019. Polymer không có nhiệt độ nóng chảy cố định vì sao? Polymer không có nhiệt độ nóng chảy cố định vì sao? Vì khối lượng phân tử rất lớn và cấu trúc phức tạp? Không phải. Có lẫn tạp chất? Không phải. Là tập hợp nhiều loại phân tử có cấu tạo mắt xích giống nhau nhưng số lượng mắt xích khác nhau. Chính xác. Mắt xích giống nhau nhưng số lượng mắt xích khác nhau. Ví dụ nhé, thằng gì nhỉ, thằng amylose C6H10O5 tất cả n lần thì số mắt xích của nó chỉ chạy từ 100.000 cho đến 300.000. Nhưng thằng amylopectin mặc dù cũng là C6H10O5 nhưng số mắt xích của nó chạy từ 1 triệu đến 3 triệu. Đúng chưa? Mặc dù công thức giống nhau nhưng cái n này của nó khác nhau, dẫn đến nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của nó khác nhau. Nên là tập hợp nhiều loại phân tử cấu tạo mắt xích giống nhau nhưng số lượng mắt xích khác nhau là chính xác nhất. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy chưa? Polymer không có nhiệt độ nóng chảy cố định vì C. Ok. Sang câu 84. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? Không đúng. Hỏi những cái câu không đúng này nhưng người ta toàn lôi về kiến thức lớp 11 các cháu ạ. Nhá. Hỏi những câu không đúng này toàn lôi kiến thức lớp 11 thôi. Mình có này, SiO2 cộng carbon tạo thành Si cộng CO, đúng. SiO2 có bị hòa tan? SiO2 là thủy tinh ạ. Thủy tinh có bị hòa tan trong HCl không ạ? Thủy tinh không bị hòa tan trong dịch axit mạnh, chỉ bị hòa tan trong axit yếu, đó là HF. Thủy tinh không tan trong tất cả mọi loại axit nhưng chỉ tan trong HF, có nghĩa là em thì không bị đổ trước tất cả các chàng trai khác nhưng chỉ bị đổ bởi một mình anh, được chưa? Chỉ có trái tim anh mới đồng nhịp để cho khiến cho trái tim em rung động, chỉ có bộ mã của anh mới ghép vào thì mới hợp với bộ mã của em thôi. Đấy, vì vậy nên là chỉ có HF mới ăn mòn được trái tim của thủy tinh sắt đá. Còn lại dù những thằng khác có nhà lầu, xe hơi, Lamborghini, Ferrari đến đón em vẫn không rung động. Thực ra là có rung động đấy nhưng em còn làm giá, nhưng mà làm giá quá nó bỏ đi mất rồi các em ạ. Đấy, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, không đúng là B. SiO2 không tác dụng với HCl. Các cháu nhớ nhá. Ok, mình sang câu 85. Mình sang câu 85. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho các chất sau, chất có đồng phân hình học là. Ui câu này dễ ợt. Cho các chất sau, chất có đồng phân hình học là. À, Tú ơi, Quỷ ơi, bạn nào mà inbox mà muốn đăng ký sách cái khoa học thì các em inbox cho bạn xong rồi tag chị Thanh Dịu vào giúp thầy nhá. Ok. Nào mình có này, cho các chất sau. Cho các chất sau. Cho các chất sau. Số chất có đồng phân hình học là, bây giờ mình chắc chắn là điều kiện để có đồng phân hình học phải có nối đôi CC. Đúng chưa? Bút 2N này. Bút 2N. Ơ, à, đây có nối đôi CC nhá. Thằng này khác thằng này, thằng này khác thằng này. Ơ, vậy là nó có đồng phân hình học. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A luôn. Ngon lành cành đào là A luôn. Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 86. Cho kẽm dư vào cốc đựng dung dịch HNO3 loãng, thu được hỗn hợp khí A gồm Na2O và N2. Kẽm dư nhá, vào cốc đựng dung dịch HNO3 loãng, thu hỗn hợp gồm N2O và N2 này. Khi phản ứng kết thúc, khi phản ứng kết thúc thì thêm dung dịch NaOH dư vào cốc lại thấy giải phóng hỗn hợp khí B. NaOH dư mà vào lại thấy giải phóng hỗn hợp khí B. Vậy điều này chứng tỏ chúng mình đã từng dạy chúng ta rồi. Khi cho kẽm vào HNO3 thu được kẽm dương 2 cộng với hỗn hợp khí N2O, N2, đúng chưa? Mà thêm NaOH dư, NaOH dư vào bọn này thì làm sao khi sinh ra khí được? Thế mà vẫn sinh ra khí, vậy điều này chứng tỏ có NH4, NO3. Được chưa? NH4, NO3 thì mới giải phóng hỗn hợp khí là có khí NH3. Vậy thằng nào có NH3 thì chọn. Không có NH3, không có NH3, không có NH3. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án C, H2 và NH3. Ok. Mình sang câu 87 nha. Mình sang câu 87. Cho bột sắt cho bột sắt vào dung dịch AgNO3. Cho bột sắt vào dung dịch AgNO3. Fe này vào dung dịch gồm này AgNO3 và CuNO3 hai lần. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch hỗn hợp gồm hai muối. Thu được dung dịch gồm hai muối. Vậy hai muối là gì? Thứ tự muối tạo thành tính. Thứ tự muối tạo thành tính. Tính gì? Tính oxy hóa tăng dần. Vậy đầu tiên mình có muối là muối FeNO3 hai lần. Thứ hai là có muối CuNO3 hai lần dư. Được chưa? Thế còn hai
Hai kim loại là gì? Thì chắc chắn là phải có kim loại bạc tạo thành và đồng tạo thành. Vậy hai muối là FeNO3 hai lần và CuNO3 hai lần. Kim loại là bạc và đồng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ các cháu nhá. Câu 88. Câu 88 Sở Dục Hà Nội. Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm. Nhỏ vài giọt dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm. Đựng dung dịch hồ tinh bột thì thấy xuất hiện kết tụa màu xanh. Chất X vào hồ tinh bột mà thấy kết tụa màu xanh. Vậy chắc chắn chất X chúng ta chỉ có một thằng duy nhất, đó là thằng iốt nha. Chỉ một thằng duy nhất iốt, bởi vì chỉ có iốt mới khiến cho hồ tinh bột biến thành màu xanh. Hay nói khác là chỉ có anh mới khiến trái tim em kết tụa. Được chưa? Câu 89. Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ? Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ? Hợp chất hữu cơ thì mình có này, CH4 hợp chất hữu cơ metan, C3COH là axit acetic là hợp chất hữu cơ, HCONA là natri format cũng là hợp chất hữu cơ. Vậy không phải là hợp chất hữu cơ thì chỉ có HCN, được chưa? HCN là axit cyanua. Ở trong bạn nào hay đọc Conan thì biết đây là thuốc độc, được chưa? C. Ok. Câu 90. Câu 90. Câu 90. Chuyên Quang Trung Bình Phước lần 2. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào không xảy ra ăn mòn điện hóa? Lưu ý nhé, không xảy ra ăn mòn điện hóa. Được chưa? Thầy tả thính vậy vẫn chưa người yêu. Thank you em. Nhúng thanh đồng trong dung dịch Fe2S4 3 lần nhỏ một vài giọt dung dịch H2O4. Thế thì nhúng đồng này vào sắt 3 cộng, vào sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng, cộng với lại sắt 2 cộng. Được chưa? Ở đây làm sao nhỉ? Không có xảy ra ăn mòn điện hóa, tại vì làm sao? Không có hai điện cực, chỉ có mỗi điện cực đồng. Vậy ở đây là gì? À, thế còn sự ăn mòn vỏ tàu trước nước biển thì vỏ tàu là có Fe đúng không? Có carbon đúng không? Tiếp xúc trực tiếp trong môi trường nước biển rồi. Nhúng thanh kẽm trong H24 nhỏ vài giọt đồng thì mình sẽ có là kẽm tác dụng với lại đồng 2 cộng để tạo thành kẽm 2 cộng cộng với lại đồng thì có hai điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly rồi. Sự gỉ của gang gang thép trong tự nhiên thì đây gang thép thì đều có sắt và carbon đúng không? Trong môi trường dung dịch không khí ẩm rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nhá. Bây giờ mình quay trở lại mình giải mấy câu khó khó bẩn bẩn. Đấy, câu khó khó bẩn bẩn đầu tiên là câu số 61 trong đề thi thử Ninh Bình năm 2018 nhá. Câu đầu tiên. Câu đầu tiên. Câu số 61 trong đề Ninh Bình. Este X mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Đun nóng A1X trong NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y. Đây, đun nóng thu được dung dịch Y thì ví dụ Y đây CH3COONa cộng với lại CH3CHO. Đúng chưa? Toàn bộ Y tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì thu được 4A. Đây là amon này. Thì thằng này thu được A, thằng này thu được A. Chú ý, một thằng CH3CHO chỉ tráng hai thằng bạc. Tráng hai thằng bạc chỉ thu được 2A thôi ạ, chứ không phải là 4A. Toàn. Đấy chứ? Tiếp tục này, anh này. Thủy phân thì thu được CH2 nối đôi CHCOONa cộng với lại CH3OH. Cả hai thằng này đều không trắng bạc. Toàn. Được chưa? B với lại D xem này. Xem B nhá. Xem B thủy phân tạo thành gì nhá. B thủy phân này thì tạo thành HCOONa cộng với lại CH3CHO. Thằng này amon, thằng này amon. Một thằng này tráng hai bạc. Một thằng này cũng tráng hai bạc nữa. 2A cộng 2A thì bằng 4A. Được chưa? Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bởi vì sản phẩm của nó thì đã thủy phân ra được 4A nhá. 61 đáp án B chính xác, rất nhiều bạn giải đúng luôn. Chúng ta sang câu tiếp. Xoắn tiếp theo là xoắn câu 69 nhá. 69 lúc nào cũng khó cả, đúng không? À, cho sơ đồ phản ứng sau. Cho sơ đồ phản ứng sau. Công thức cấu tạo của X là đây, X đây. X này thì H24 đặc 170 độ C, đây là phản ứng tách nước. Tách nước. Tách nước nhá. 69 đây là tách nước. Thế thì Y tạo thành Y cộng Z. Y chúng ta hợp chất hữu cơ cộng với lại 2 hydro tạo thành ancol isobutylic. Isobutylic đây. Ancol isobutylic đây. Isobutylic đây, OH. Được chưa? Thế vậy thì thằng này phải có một nhánh nằm ở phía dưới nhá. Một nhánh nằm ở phía dưới ancol isobutylic. Đây là ancol isobutylic nhá. Anh này là ancol isobutylic. Vậy thì Y cộng 2 rho
đều để phải tạo thành ancol isobutyric đúng không? Thế mà đây là X cộng với lại CuO TZe T cộng với A4AgNO3 để tạo thành bốn bạc. Vậy T chúng ta phải có bốn bạc đã. T có bốn bạc là mình. Vậy khả năng cao thì nó phải là thằng nào nhá? X cộng với lại CuO đây là oxy hóa rồi. Oxy hóa vậy thì thằng T này phải là hai chiếc este, hai chiếc anhít đúng không? Hai chiếc anhít thì mới ăn được bốn bạc. Hiểu chưa nhỉ? Hai chiếc anhít thì mới ăn được bốn bạc. Vậy thì thằng T phải có hai chiếc anhít. Vậy thì hai nhóm OH của nó phải đứng ở đâu? Đấy, hai nhóm OH của nó phải đứng ở hai đầu nhá. Vậy x của chúng ta nó phải có hai cái kiểu nằm ở hai đầu. Được chưa? Hai kiểu nằm ở hai đầu đấy thì anh này là bỏ này, anh này không thể tạo thành hai chiếc anhít, đúng chưa? Anh x này tách nước, thằng này không tách nước được, bỏ tiếp này. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án B, chỉ có B mới tách nước được thôi nhá. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ các cháu nhá. Nào, tiếp tục. Sang câu tiếp theo. Câu số 73. Mình còn mỗi câu 73 thôi. Câu 73 là câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay các cháu ạ. Mình còn câu số 73. Câu số 73. Này, hay là các cháu mà máu thì mình chuyển đến câu 100. Các cháu có máu không? Có đủ máu không? Những cháu nào máu chấm cái chúng mình biết. Nếu mà máu là chúng mình chuyển đến câu 100. Được 100 chấm là chúng mình sẽ chuyển đến câu 100. Được 100 chấm chúng mình sẽ chuyển đến câu 100. Xem nào. Những đứa nào máu. Xem nào, bây giờ đang là 167 lượt xe. Nếu ở đây chúng ta lên được 200 xe thì chúng mình sẽ chuyển đến câu 100 nhá. Được 200 xe thì chúng ta sẽ chuyển đến câu 100. Câu 73. Đấy, từ bây giờ chữa cho đến cái đến hết buổi livestream chữa nốt câu 73 này để chúng mình kiểm tra xem nếu được 200 xe thì chúng mình sẽ chữa tiếp đến câu 100. Câu 73. Cho m gam hỗn hợp gồm axit acetic, axit oxalic, axit glutamic, skin giải cực kỳ kinh. Một lên đến 200 xe thì chúng mình sẽ đấy nhá, bây giờ đang hiện tại đang là bao nhiêu rồi? Bây giờ hiện tại đang là đâu rồi? Vừa nãy chúng mình nhìn được. Bây giờ hiện tại đang là bao nhiêu ấy? À, bây giờ hiện tại đang là 181 lượt xe. Bây giờ làm sao lên được 200 xe thì chúng mình sẽ chữa đến câu 100 nhá. Hứa là làm, Việt Nam nói là làm luôn. Cho m gam hỗn hợp gồm axit tác dụng vừa đủ với NaOH, giá trị của V. Thế các cháu chú ý này, ở đây mình có một cái công thức skin giải cực kỳ nhanh, đó là số mol nhóm COH thì luôn bằng số mol của OH trừ phản ứng. Luôn bằng số mol OH trừ phản ứng. Được chưa? Luôn bằng số mol OH trừ phản ứng thì luôn bằng delta m, có nghĩa là m sau trừ m trước chia cho, bỏ hiro đi, thêm natri vào. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình có này, bằng này m cộng với 8,8 trừ đi m chia 22. 8,8 mà chia 22 thì bằng bao nhiêu? 0,4 mol. 0,4 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được V là 0,4 chia cho 1 thì bằng 0,4. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Xem nào, được bao nhiêu xe rồi nào? Được bao nhiêu xe rồi nào? Ui, được 181 xe. Mới được có 181 xe thôi. Mới được có 181 xe thôi mà chúng nó chẳng chấm, chúng nó chẳng comment đáp án, buồn quá đi. Buồn quá đi, buồn quá đi, buồn quá đi. Thôi rồi rồi, chúng mình sẽ chữa đến câu 100. Hoan hô cái nhỉ. Còn đứa nào chưa xe nốt đi. Chúng mình sẽ chữa đến câu 100. 91 này, so sánh nào sau đây là không đúng? So sánh nào sau đây là không đúng nhá. Lưu ý từ so sánh nào sau đây là không đúng. So sánh nào sau đây là không đúng? FeOH 2 lần và CrOH 2 lần đều là bazơ. Đúng. Là chất khử. Đúng. Kém bền nhiệt. Đúng. Chính xác. Đúng. A đúng. ALOH 3 lần, CrOH 3 lần đều là hydroxit lưỡng tính và có tính khử. Nhôm 3 cộng làm gì có tính khử? Nhôm 3 cộng là cao nhất của nhôm rồi. Không thể khử được nữa. Đúng chưa? Vậy là bỏ nhá. Vậy là sai là B. Ok. Xong. Câu 92. Câu 92. Câu 92, chiến đến 100 nhá. 92 này. Cho 4,5 gam etinamin, etinamin C2H5 NH2. 4,5 mình tìm được số mol là 4,5 chia cho 45 bằng 0,1. Tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì mình thu được C2H5 NH3Cl. Đúng chưa? Vậy anh này này có một nhóm NH2 thì ăn 1 HCl. Đúng chưa? 0,1. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số mol thằng này cũng 0,1. Đến đây mình tìm được khối lượng bằng 0,1 nhân mở ngoặc đơn 24 cộng 5 nhá. Đây là 24 cộng 5 này. Cộng với chỗ này là 17 này.
cộng với lại chỗ này là 35,5 này thì bằng 8,15 gam. 8,15 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Em phải xem là trong các nhóm nguyên quỷ ạ, chứ em là xe N lần mình như vậy thì vẫn chỉ vậy thôi. Em phải xem trong các nhóm. Câu 93. Câu 93 để chuyên Hạ Long. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là kim loại nào? Kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là kim loại nào? Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Ở đây là gì nhỉ? Không phải vàng, không phải chrome, không phải đồng mà nó là Wolfram. Wolfram. Đáp án đúng đáp án D. Câu 94. Khi tách nước từ một hỗn hợp chất X có công thức phân tử là C4H10O tạo thành ba anken đồng phân của nhau. Úi dồi ôi, tạo thành ba anken đồng phân nhau nhé. Mình viết thử nhé. Mình viết thử này. Đề bài bảo chúng ta này, thằng đầu tiên là thằng ancol tẹt butylic, nhiều đứa quên tẹt là gì rồi. Tẹt là OH đính vào carbon bậc 3. Ancol tẹt butylic đây. Đây là tẹt. Thằng này tách nước thì chỉ tạo thành một thằng anken duy nhất thôi. Toàn. Ancol sét butylic đây là đính vào carbon bậc 2 thì tạo thành đây. Một cháu nhá. Hai cháu nhá. Được chưa? Riêng cháu này có đồng phân hình học nên là có ba cháu nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? B, bò, ba cháu. Được chưa? Anh này có đồng phân hình học nữa này. Câu 95 để lại tí nữa chữa. 95 khó để lại tí nữa chữa. Câu 96 nè. 96. Dài phết, tí nữa chữa tiếp. Chữa mấy câu mẹ dễ dễ ngon lành đã. 97 nè. 97. Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Chúng ta quan sát này. Không phản ứng, các cháu cùng comment đáp án nhá. Nào, kim loại sắt, những cái câu này dễ dễ cùng comment đáp án cho chúng mình xem nào. Kim loại sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây? Sắt chắc chắn ăn 2,4 loãng để tạo thành FeSO4. Đúng chưa? Chắc chắn ăn H2,4 đặc nóng để tạo thành Fe2S4 3 lần cộng SO2. Chắc chắn ăn HNO3 loãng để tạo thành sắt 3 cộng chứ không ăn HNO3 đặc nguội. Đúng chưa? Nó bị thụ động trong HNO3 đặc nguội. Đáp án đúng đáp án D. Câu 98. Số liên kết peptide trong phân tử là 1 peptide, 2 peptide, 3 peptide, 3 liên kết peptide. Đáp án đúng đáp án D. Câu 99. Câu 99. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đơn vị carbon. Được chưa? Thằng này 60 này. Thằng này 60 này. Thằng này 60 này. Thằng này 60 này. Thằng này 60. Thằng này không phải 60. Toang, thằng này bằng 74. Thằng này 60, thằng này 60. X có khả năng phản ứng với natri. Xem nào, thằng này không natri, không phản ứng natri được, vứt. Đây hai này đều phản ứng natri. NaOH, Na2C3. X2 phản ứng với NaOH đun nóng. Nhưng không phản ứng với natri. Ở thêm loại hết rồi còn gì nữa? Đúng không? Anh này cũng đầu, anh này không phản ứng với NaOH đúng không? Loại. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 98D. 99D. 100 nào. 100 nhá, tiến hành thí nghiệm với các chất này, kết quả được ghi ở bảng sau này. X này, tác dụng với COH 2 lần trong môi trường kiềm có màu tím. Vậy nó phải là gì? Từ tripeptide trở lên. Tripeptide trở lên. Y đun nóng với dung dịch H4 loãng để nguội thêm tiếp vài giọt dung dịch COH 2 lần vào thì dung dịch có màu xanh lam. Được chưa? Thế vậy là Y này của chúng ta bắt buộc là phải có gì? OH đa kể. Z đun nóng với NaOH loãng vừa đủ thêm tiếp AgNO3 thì tạo kết tủa Ag. Vậy ở đây là phải thủy phân, sản phẩm thủy phân tráng bạc. Sản phẩm thủy phân tráng được bạc. Được chưa? Xem câu 100 này. T tác dụng với iốt loãng có màu xanh tím. Iốt loãng mà có màu xanh tím vậy thì chắc chắn nó chỉ có thể là gì? Tinh bột. Vậy T chúng ta là tinh bột, xem nhá. Hồ tinh bột, hồ tinh bột, thằng này không phải tinh bột loại, không phải tinh bột loại. Vậy mình chỉ còn A và C. Bây giờ thằng A, thằng X của chúng ta là gì? Có phản ứng màu bi-ure đúng không? Vinin acetat không có bi-ure loại. Đáp án đúng đáp án A. Dễ ơi. Giờ mình giải hai câu còn lại nhé. Hai câu còn lại cũng cực dễ các cháu ạ. Nó kỹ chúng mình giải này. Câu số 95. Câu số 95 trong đề chuyên Thái Bình. Dễ lắm. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglycerin. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglycerin. M gam CXHIO6. Được chưa? Cần dùng vừa đủ NaOH, ăn 3 NaOH. Số mol là 0,45.
Vậy suy ra cháu này là bằng 0,15. Thu được 3 muối axit oleic, axit palmitic và axit stearic. 3 muối, vậy bọn này nó là gì? 3 muối này của axit oleic C17H33COONa, stearic C17H35COONa và palmitic là C15H31COONa. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m gam này là bao nhiêu? Giá trị của m gam này là bao nhiêu? Thế thì thằng này thủy phân này, đúng không? Thì thu được hỗn hợp bọn này cộng với lại glycerol là C3H8O3, đúng không? Nếu mà bảo toàn thì mình có thằng muối này là 0,15 mol này, 0,15 mol này, đây 0,15 mol và anh này là 0,15 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta thực hiện được bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng, mình có khối lượng cộng với 0,45 nhân 40 thì bằng khối lượng của anh này, 0,15 nhân với phân tử khối 12 nhân 17 cộng 33 cộng 67 bằng 304, cộng với anh này là 304 cộng 2 là 306. Từ từ, oleic, palmitic và stearic, đúng rồi, 306 nhân 0,15 cộng tiếp với anh này, 12 nhân 15 cộng 31 cộng 67 bằng 278 cộng 0,15 nhân 92. Được chưa? Thì bằng 0,15 nhân bảo ngoặc đơn 304 cộng 306 cộng 278 cộng 92 bằng 147. 147 mà trừ đi 0,45 nhân 40 bằng m bằng 129. M bằng 129 các cháu ạ. Đây, m bằng 129 nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đúng rồi, bảo toàn khối lượng là D. Câu 96, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Chiều các cháu lắm đấy nha. Chiều các cháu lắm đấy. Nhớ là đợt này không có thông báo livestream nữa đâu. Các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chúng mình Berlin, xong rồi kết bạn với nick của chúng mình Berlin nhá. Kết bạn với chú nha. Kết bạn với chú Minh Myelin nha, để nhận được thông báo xem livestream của chúng mình. Dung dịch X chứa glucose và sacrose cùng đồng độ glu. Dung dịch X chứa glu và sac. Dung dịch X chứa glu này và sac cùng đồng độ mol. Lấy 200ml dung dịch X tác dụng với lượng dư AgNO3 đun nóng. AgNO3 đun nóng thì thu được bạc, mình tìm một số mol bạc bằng 34,56, 0,32 mol. Thế lúc này nhá, thì là glu, chỉ có glu tác dụng với bạc thôi, một anh glu. Đấy, đây này, Hoàng Thị Tú xem trước lúc nào thông báo này. Một cháu glu cho mình được hai bạc, đúng chưa? Vậy đây là 0,32 thì suy ra được số mol glu bằng 0,32 chia cho 2 bằng 0,16. Được chưa? Đun nóng, chú ý đây là đun nóng 100ml nhá. Đấy, đây là 200, xong đun nóng 100ml. Vậy bây giờ mình tách ra là bây giờ là 100ml thì như thế nào? Đúng không? 100ml cùng đồng độ mol, cùng đồng độ mol, vậy xác này cũng là 0,16. Được chưa? Nhưng bây giờ đề bài nói này, chỗ này là 200, bây giờ lấy 100 thôi. Lấy 100 là lấy 1/2 đúng không? Lấy 100 là lấy 1/2. Vậy 1/2 của nó thì chỉ còn là gì? Glu bao nhiêu thôi nhỉ? 0,08 xác 0,08. Được chưa? Đun nóng loãng dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đun nóng trong NaOH dư, đun nóng trong H4 loãng dư. Vậy là nó sẽ bị thủy phân. Đúng chưa? Glu thì vẫn tạo thành C6H12O6 0,08, nhưng sát thì tạo thành hai thằng C6H12O6 0,08 lúc này nhân 2 thì bằng 0,16. Vậy tổng của C6H12O6 là 0,08 cộng 0,16 bằng 0,24. Lúc này 0,24 thằng C6H12O6, các cháu chú ý này, là kể cả thằng glucose hay thằng fructose thì đều tráng hai bạc. Cho ra mình hai bạc. Vậy số mol bạc là 0,24 nhân 2 bằng 0,48. 0,48 mol bạc mà nhân với 108 thì ra được là 51,84. 51,84, đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 51,84. Ok. Thế nha.
Hôm nay như chú bảo với các cháu thì buổi live stream chúng mình tạm dừng tại đây. Chúng ta đã giải đến câu số 100 và hẹn gặp lại các cháu vào các buổi live stream.